Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bộ môn thể dục. Và nội dung của chúng ta học ngày hôm nay sẽ là nội dung chạy bền. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung chạy bền thì ở lớp 6 và lớp 7 các em cũng đã được học qua. Thì ngày hôm nay thầy sẽ cho các em tìm hiểu về khái niệm của chạy bền, kỹ thuật chạy bền và tác dụng của việc chạy bền. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm của chạy bền. Vậy chạy bền là gì? Chạy bền là những cuộc chạy bộ ở cự ly dài. Những cự ly phổ biến của chạy bền hiện nay bao gồm 800m, 1000m, 1500m và 5000m. Các em cần phải có sức bền, sự dẻo dai, nhanh nhẹn để việc chạy bền đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Chạy bền là một trong những môn thi của Olympic. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật chạy bền. Về kỹ thuật chạy bền, chúng ta sẽ có 4 giai đoạn. Giai đoạn khởi động, giai đoạn xuất phát, giai đoạn tăng tốc và giai đoạn về đích. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi động. Việc khởi động trước khi chạy là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Nó giúp các em tránh bị căng cơ. Các em có thể khởi động bằng các bài tập như là nâng cao đùi, ép cơ gối, khởi động các khớp tay và chân, vân vân. Sau khi khởi động, các em hãy thả lỏng chân tay và hít thở thoải mái, điều hòa nhịp thở. Việc khởi động kỹ sẽ giúp các em dễ dàng thích nghi hơn và cũng là cách để chạy bền tốt hơn. Đến với giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn xuất phát. Bước 1, vào vạch xuất phát. Ngồi xổm để chân trước chân sau. Bạn nào thuận chân nào thì để chân đó lên trước. Bước 2, khi có hiệu lệnh sẵn sàng, các em nhổm người, hai tay chống về trước, người vươn về trước để sẵn sàng chạy. Bước 3, khi hiệu lệnh dứt, các em bắt đầu chạy. Để đà chạy tốt hơn, các em không nên ngẩng người quá cao và chạy bứt tốc về phía trước. Xuất phát có vai trò quan trọng để các em điều chỉnh được sức trong các vòng chạy của mình. Nếu các em xuất phát đúng kỹ thuật, thì các em sẽ không mất quá nhiều thời gian để cơ thể bắt kịp nhịp chạy. Nếu các em xuất phát bị lỗi, sẽ làm phần đà của các em bị hạn chế. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn tăng tốc. Trong quá trình chạy bền của mình, các em cần phải điều hòa nhịp thở nhịp nhàng. Hít vào thật sâu và thở ra hết để cung cấp tốt một lượng khí oxy cho cơ thể. Đồng thời, tay các em không nên vung quá mạnh để tránh làm mất sức. Vì là chạy bền, để tránh cơ thể mất sức quá nhanh, các em không nên chạy quá nhanh, nhưng cũng đừng chạy quá chậm để làm thời gian chạy mất nhiều hơn. Vì chạy bền có nhiều vòng chạy, nên các em cần chia thời gian sao cho hợp lý để tránh mất sức quá nhiều ở những vòng đầu và cho đến những vòng sau các em sẽ không còn sức để tăng tốc. Khi đã xác định tăng tốc, các em cần tăng tốc sớm để về đích. Khi bứt tốc, các em chỉ cần điều hòa nhịp chạy và hơi thở để tránh mất sức quá nhiều là các em có thể chạy tốt. Tập hít thở sâu bằng mũi và thở ra chậm bằng miệng. Việc kết hợp tốt nhịp thở với nhịp chạy của các em sẽ giúp việc chạy bền của các em hiệu quả hơn. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn về đích. Khi về đích, các em cần chạy tăng tốc hết sức để nhanh cán đích. Nếu càng gần những vòng cuối, các em tăng tốc và giữ được nhịp chạy của mình sẽ giúp các em nhanh cán đích và đạt thành tích tốt trong lượt chạy của mình. Khi đã cán đích, các em nên thả lỏng cơ thể bằng các bài tập thả lỏng, không được phép ngồi xuống hay nằm để tránh bị nhồi máu cơ tim khi đã mất quá nhiều sức và mệt. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Thầy mời các em tìm hiểu những tác dụng của việc chạy bền. Chạy bền giúp ta ngủ ngon hơn. Chạy bền giúp tăng cường trí nhớ. Chạy bền có khả năng chữa trị trầm cảm. Chạy bền giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Chạy bền giúp đốt cháy calo. Chạy bền giúp cải thiện thính giác. Chạy bền giúp tăng sức mạnh của xương. Và đó là những tác dụng của việc chạy bền. Các em cần tập luyện chạy bền thường xuyên để tăng cường sức khỏe, bảo vệ cho cơ thể mình khỏi một số căn bệnh, cũng như là một biện pháp giảm cân hiệu quả cho những bạn đang bị thừa cân.
Chúng ta chuyển sang nội dung cuối cùng, đó là một số bài tập để phát triển sức bền. Các em chú ý, khi tập luyện sức bền, ta cần phải tập luyện từ dễ đến nâng cao, tập luyện thường xuyên trong tuần, tập luyện phù hợp với sức khỏe của mỗi con người. Và một số bài tập để các em phát triển sức bền như chạy vượt chướng ngại vật, chạy lên hoặc xuống dốc cao, nhảy dây, chạy hoặc đi bộ trên địa hình tự nhiên 200m, rồi sau đó nâng dần lên 300m, 400m. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chào tất cả các em.